chào tất cả các bạn nha. Hôm nay là chiều nay gió ngon á, quá nhiều quá đông. Đã được mười mấy con khẩn à, đông ghê. Quá ngon. Mày xuống. À, đây một con bạch tuộc. Quá ngon. Con cánh cấp phải thả gió yếu, gió này thì không thả được à, lên là cấp xuống.
vậy con này đâu phải nó làm đâu. Con này thua con dự báo thời tiết của em nữa à. Hả? Dữ quá rồi, nó gió hơi mạnh mạnh còn vuốt gió hết rồi còn ấy. Thua con dự báo thời tiết của em nữa phải không? Con kia hơi chút chút. Con kia còn đỡ hơn con này. Gió yếu quá nặng á. Gió yếu quá nó. Mẹ chưa gì cái cánh nó đã quết ra sao rồi. Rồi. Cái gì nữa. Nó thả vô con nhiều cánh này nó cũng bay bổng được. Xếp lại luôn nó đâu bay. Xếp lại cái nó cái gì được. Dướng gì nào ba con dướng con nào. Chắc là có dướng hả? Có dướng rồi bà nó. Không, nó có dướng cái con kia không? Không không. Theo dõi nha. Trên nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Thả gì bên cấp à? Yếu quá bay gì được. Chỉnh lèo quá. Lên giật lên mạnh lên yếu quá yếu sao nó khớp sườn sao nó bay được bay không được đâu Chiều. Vút gió hết rồi. Bay đâu cũng gì. Thôi chào các bạn.